Ok, vậy hẹn đó xin chào mọi người. Chào mừng trở lại với kênh channel của mình, thì là Mạc Thiên Rob đây. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một secret tập game Ruffle nhé. Cái chip này có tên là Freebop. Thì đầu tiên, mình sẽ tính cho mình là sẽ chọn vũ khí của các bạn này. Mình sẽ chọn melee và các bạn sẽ chọn cái phát attack và bật auto farm level lên. Nó sẽ teleport đến cái đảo là các bạn cần auto farm sẽ và auto farm cho các bạn nhé. Ok, thì trong lúc đó chúng ta vừa xem qua điểm năng của ship nhé. Thì nó có auto farm chest nè, rồi auto farm katakuri, auto farm bot nè. Và các bạn có thể chọn cái setting remote cho cái ship này nhé. Thì chúng ta có thể là chọn cái normal cũng được. Đấy, thì chúng ta có thể bật auto bullet để nó đánh nhanh hơn. Ở đây thì nó có teleport đến đá biển nè, rồi summon đá biển đến từ kia, lấy tất cả các melee. Rồi auto farm nguyên liệu, rồi auto lấy kiếm là kiếm xong kiếm nguyên rùa này, Tushita, Calvender, rồi auto Elite Hunter, rồi auto râu trắng này, mà có cái auto cả auto farm bone, rồi auto farm khaki quan sát cho các bạn luôn. Ship này nó full hết tính năng rồi. Ở phần sát thì nó có auto cộng sát như bình thường đó. Ở đây thì nó có auto treo đảo Gisune rồi, rồi teleport đến đảo băng, rồi kill Terror Sat, kill Leviathan. Đối với 4 thì nó có teleport đến Temple of Time nè, rồi auto Chio. Rồi ở đây là nó check cái stop và của Avan Dealer với Normal User nè. Ở đây nó có auto răng đung chắc quỷ này. Ok thì ship rồi. Thì nếu các bạn thấy ship này tốt thì xuống vô phả mô tả và bình luận video này lấy ha. Ok thì chúc các bạn thành công và một ngày vui vẻ nhé.